Thưa quý vị, nhờ sự đầu tư đúng mức và bài bản về cơ sở vật chất của các cấp các ngành, cùng sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ những người làm giáo dục, cộng với truyền thống hiếu học của người dân mà giáo dục đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Và không chỉ mạnh về giáo dục đại trà, những năm qua, Bà Rịa Vũng Tàu còn là địa phương luôn giữ vững vị thế về giáo dục mũi nhọn, kể cả trong thời điểm trải qua thử thách chưa từng có do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Năm học 2021-2022 là năm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trường học phải đóng cửa trong một thời gian dài, thầy trò chỉ gặp nhau trên không gian mạng, thậm chí rất nhiều thầy cô giáo, học sinh bị nhiễm COVID-19, hoặc không kịp, không có điều kiện thích ứng, buộc phải dở dang dạy và học. Gieo ươm tri thức trong thử thách khó khăn, nhưng ngành giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu lại gặt hái thành quả lớn với 39 giải thưởng học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia, gồm 1 giải nhất, 8 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích, và lần đầu tiên cả 5 học sinh trong đội tuyển môn toán đều được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi toán quốc tế. Bên cạnh đó, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đạt hơn 1.000 giải thưởng qua kỳ thi học sinh giỏi Olympic 27 tháng 4, 27 giải thưởng thi an toàn giao thông quốc gia, 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng trong hội khỏe phụ đồng quốc gia. Kỳ thi cấp tỉnh cũng ghi nhận 680 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa, 61 dự án đạt giải cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Được gặp rất nhiều thầy cô giỏi của tỉnh và mọi người rất tận tình chăm sóc cho chúng em, kể về học tập lẫn sức khỏe. Để được thành tích này thì sẽ nhờ sự nỗ lực và cố gắng. Bên cạnh đó còn có nhiều sự động viên, khuyến khích và những nguồn cảm hứng, nguồn động lực từ bạn bè, gia đình và thầy cô. Tự cố gắng và tìm tòi của bản thân thì thầy cô luôn là nguồn động viên và giúp cho em có thể cải thiện kiến thức của mình. Thầy cô đã giúp em cả ngày lẫn đêm. Thầy cô thường hay giao bài tập cho em và giúp em rất nhiều trong những thiếu sót. Để đạt được kết quả cao trong giáo dục mũi nhọn, các trường học và phòng giáo dục đào tạo các huyện thị thành trong tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được giao, chủ động đề ra nhiều giải pháp triển khai hiệu quả, đồng thời thích ứng linh hoạt, an toàn với diễn biến dịch bệnh. Khi các em vào được trường chuyên, ngay từ lớp 10 là chúng tôi bắt đầu, chúng tôi đổ nền để chúng tôi tìm nhân tố, lựa chọn đội tuyển. Để tạo động lực cho các em, đặc biệt là các cái giải thưởng, các cái nguồn xã hội hóa để giúp cho các em phấn đấu nhiều hơn. Khi mà tình hình dịch bệnh phức tạp, các em chuyển sang tình hình dạy học online lần đầu tiên, thì nhiều sự khó khăn, tuy nhiên thì nhà trường vẫn quan tâm, chỉ đạo và duy trì công tác bồi dưỡng sinh giỏi. Những học sinh mà có thành tích thì chúng tôi đều tham mưu Ủy ban thành phố để có những cái khen thưởng động viên kịp thời và tuyên dương trong ngành, thậm chí là có những cái tờ trình đột xuất để Ủy ban thành phố sẵn sàng khen thưởng động viên các em để các em có cái động lực tiếp tục phấn đấu. Duy trì bền vững thành quả giáo dục mũi nhọn, Sở Giáo dục Đào tạo đã quyết liệt trong chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các trường trung học phổ thông xây dựng, triển khai kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ngay từ lớp đầu cấp, bố trí đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, năng lực, tâm huyết, trực tiếp bồi dưỡng. Đội ngũ giáo viên được tạo mọi điều kiện để biên soạn chương trình bồi dưỡng theo từng chủ đề, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy và hướng dẫn học sinh năng khiếu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học mũi nhọn được đầu tư đúng mức, nhất là với các trường trung học cơ sở có lớp nguồn, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Trong cái năm học tới, thì ngành sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ban hành các nghị quyết, chính sách hỗ trợ cho cái trường chuyên thực hiện mũi nhọn, đặc biệt đó là thực hiện theo cái nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc là hỗ trợ khuyến khích cho các em học sinh và giáo viên của trường chuyên về cái công tác mũi nhọn. Từ những thành quả đã gặt hái, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu càng thêm vững tin sẽ tiếp tục vun trồng cho tương lai những công dân hữu dụng,
tài năng để luôn xứng đáng với sự tin cậy và quan tâm của toàn xã hội.